Hả? Không đâu, cái này điện thoại bình thường thôi mà. Chẳng qua là Simina không có sóng nên dùng quay phim chơi. Quay người đẹp xuất nha, người đẹp sang mời rượu bổ quýt ăn đi. Dương rót rượu rồi, người đẹp đó. Có chưa? Đâu ít quá rót chút nữa. Anh đang quay người đẹp. Nên cảm ơn người đẹp đã đến chúc mừng. Có qua về không? Qua về không? À, có về không? Tuần này đây á? Làm đây là? Qua ăn chén được không? Được không? Không. Vâng. Là sao? Là sao? Tức là lúc nãy thì cái chén cho hơi vơi. Nhưng mà uống hết chưa? Uống hết chưa? Em cố với anh chuyện. Cảm ơn người đẹp. Người đẹp ơi, ngồi nào, người đẹp ơi. Tuấn ơi. Em. Anh mời em một chén nước. Anh ngồi đấy. Bây giờ ở đây có chưa mời. Em ơi, ngồi xuống. Hết người đẹp kia lại đến người đẹp này. Quan trọng là em ơi, anh quay tí tôi anh ngắm chút nhá. Quay ghế. Anh ta đấy gì? Hôm nay là anh em mình rồi. Chung à? Anh em cùng nhau uống chung ly chúc khỏe. Thôi anh em mình chúc mừng nhau cái nha. Nhưng mà để anh quay. Nhưng mà để anh quay người đẹp ấy. Người đẹp ở đây. Người đẹp ơi, uống tí uống riêng nhỉ. Các anh không quay chỗ nào, anh chỉ quay mặt em được rồi. Tối anh ngắm mặt em được rồi. Quay trên bàn. Bạo đấy. Cảm ơn. Người ngồi đó, lưu đi. Sánh à. Mấy người đã về để anh chúc mừng đội tuyển quốc gia Thông Ngàn. Như nào? Chén này em có mời đâu? Chén này em mời chung mà. Như nào? Bảo tôi mà. Chung á? À thế hả? Sờ tay tí cho mà khó thế nhỉ? Ấm quá. Chúc mừng là nhi chứ. Anh ấy là chuyên gia dùng bao. Em mới đi giúp anh này được. Đi giúp anh này, cho tiếp đấy. Người đẹp. Ngân này, anh mời em nữa. Anh chúc mừng em giải nhì cái nữa. Vậy, vào đây đã uống cái chén nào đâu. Không, em khác. Dương là rất anh. À, giải nhất đợi nhá. Giải nhất bao giờ cũng lấy giải sau. Không phải chén em đâu. Sao sao mà. Hơi ít, nghe đẹp ơi, hơi ít. Lẹo thôi mà, lẹo lờ đấy. Lẹo lầu nhăng năm. Thôi anh mời người đẹp. Chúc mừng người đẹp nhá. Cảm ơn em. À, chúc mừng em ngày nhà giáo nha. Đúng nhá. Cái sạch em bán rồi.
Anh ơi, con này đành nè. Không được. Đây, em là các ơi. Em ơi, ngồi xuống này. Hết rồi. Người đẹp giới thiệu cho. Ai, người đẹp ơi, đầy quá người đẹp ơi. Đây là đây thế nào? Chén em đâu? Chén em không đầy bằng chén anh đâu. Em là người mời nữa. À, Đính Lộc ạ. À, Đính Lộc ạ. Mời này anh nha. À, xong ở đây, xong này làm gì anh nhỉ? Ở đây đó. Thì em là thấy anh quần lướt. Anh. Anh uống rồi. Được rồi. Em ngồi đây. Anh không quay à? Đêm anh ngắm một tí nữa. Anh quay anh còn làm được gì nữa rồi. Với thì không đến nè. Sờ thì chẳng được. Bắt cũng không được. Tới ngắm chứ. Nửa đêm mộng du để ngắm tí thôi. Ngắm thôi. Vợ anh không biết gì đâu. Em yên tâm đi. Kể cả cái thằng chất tiệt của em kia cũng cũng không biết anh xem cái này đâu mà. Hả? Đỡ không? Không sợ đâu. Ồn lắm, không nghe thấy đâu. Ôi, em tham anh mày em tham đi. Lúc nãy mày chung nhá, bây giờ anh mày em được mày thử á. Hít hà. À, mời rượu người đẹp phải tranh thủ đó. Chúc gì nữa? Sức khỏe nhiều, chúc sức mạnh thôi. Cảm ơn em nhé. Vô đư. Ấm lên. Sợ tí nữa, sợ ấm lên. Ui, người đẹp ơi.